Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh nói chuyện mình. Ngày mai chúng ta sẽ nhau đọc tiếp chúng ta chuyện nhân cách nguy hiểm hơn. Để cho nhỉ. Cơm mưa rừng nhỏ lại chút thì quán ăn vẫn đang bán nhiều khách. Chiếc chúng tôi cũng cho bạn già nên đó chính là mùi dầu từ số bếp đặc biệt. Kèm theo đó là tiếng va chạm của một tiếng sóc chảo. Ba của họ tám quầy chỉ còn lấy thêm hai cái ghế miễn cưỡng xin nhận bạn. Người minh nghệ sớm dạ thịt. À, mọi đi này rồi. Còn ăn một bữa cơm nhiều đã vất vả rồi. Đã lại cũng đầu. À, em giới thiệu cho ông. Ở đây là tôi điều bước viên và lần này mình chứng. Anh ta giới thiệu đơn giản các cậu thật là cảnh sát, người hiểu là cũng duyên trì thêm. Cười thoải mái. Cả hai người hẹn ăn cơm, chúng tôi nhiều người thế này lại sự ngại quá nên phiền phức cho hai người rồi. Tuy chị Thanh không nói gì, tôi hiểu Lan rõ ràng không ra được câu chuyện bằng anh là rất phiền phức. Chị Thanh rửa sạch dùng ăn thì thoáng qua găng tay trên tay mình vì đề phòng lúc ăn không cẩn thận đụng vào người khác thì gào tay rồi. Tôi hiểu Lan chờ được anh thắm tay. Cuối cùng kỳ mình hỏi cậu ăn cơm không? Theo xong chị Thanh cũng khá chú ý chuyện vệ sinh. Hiểu là mặc kệ cậu ta. Thế Minh Nhẹ rất quen thuộc cấp một số đồ ăn trước. Ta là vậy đó. Bệnh nước sạch sẽ này là đến cậu ngay cả bụi trên không khí cũng không muốn đụng. Trước đây người ta đặt cho biệt danh chỉ đừng đụng vậy chồng thân chỉ thích cảnh cáo sau ông ăn cơm lại ăn phở đi vì Minh Huệ tiếng mưa rơi tí tách tí tách bên ngoài giữa lúc ăn cơm tôi hiểu ra tại vì nhớ đến một chuyện bình thường chắc anh chỉ là cái vận là gì trong hiểu biết của bạn bè chắc chắn phải chọn một ngày thôi. Chẳng ngày xui xẻo với con liên tiếp khi đến này chẳng chặt là việc bận để chọn được. Lúc chỉ thành các đồ ăn, tránh chỗ người khác cũng gấp. Sau khi ăn mấy quốc, anh cần đi nước lên, phong thái. Ánh mắt thì mọi sự, giọng chuyện, không thật lòng. Bận, cần đi xuống, lại bị bận. Thời điểm này, vì Minh Nghệ sẽ định xung của người anh em của mình kinh thông thường, khác ở bệnh vụ này. Cậu ta định chờ gương. Quyết chủ yếu hai người hẹn ăn cơm thực ra là vì để cho thằng Quý Minh Hiên thuận nhận chức thuận lợi làm một cảnh sát. Nhưng mà anh ta đã làm sắp 2 tháng rồi, vẫn không này mới hẹn được. Quý Minh Hiên nhớ lại quá trình vất vả của đàn ông. Tiên là chỉ lên mày đỏ, mấy sổ, không được người sau sẽ thông báo cho. Anh đang chờ đến sau khi dự báo thời tiết nói ngày mai với ngày mưa to tiếp tục mới nhận được báo của chính anh người thiết bị thưởng mấy giờ đang làm anh nhận sắp sẵn thời tiết chưa chính anh hỏi sáng gì vậy thưa nói suy nghĩ phải bình thường vì thời tiết thường trong nhận biết chắc chắn là ngày trời ấm gió mát bầu trời trong xanh. Nhưng mà độ thức nghi thì kinh nghiệm rất tốt. Chủ yếu là vì cái tên trí thanh này, chỗ nào cũng đều khác biệt với người bình thường. Chứ tao nghe này đã chẳng có gì cả. Bên cạnh có người cười ha ha, sơ dị bộ vũ khí. Sở thích này sẽ đặc biệt. Năm cảnh sát kia là bà mãn cầu nghỉ. Xem thời gian, sờ bàn tối thì chẳng không. Điện thoại thôi. Sao thế? Ra điện thoại nào lập tức anh ta quay sang một cơn sương sớm người đứng di chuyển để chỉ với dĩa ăn xem có vẻ dưới trên bàn không ánh mắt chỉ đây còn ở vân vân bên ngoài cửa sổ dường như đang ngắm anh vừa thông thả rồi anh nhìn vào mặt để nói tôi đúng bước vào điện thoại của cậu chỉ lấy ra 2 lần lần đầu tiên là lúc quay vào thứ hai là 5 phút trước cậu ấy điện thoại đến nhà vệ sinh. Trên bàn ăn lặng lặng tiếp tờ, giọng nói của anh vừa dứt thì động tác di chuyển vị trí của những người khác đồng loạt dừng lại. Ok, vậy mình đã hoàn toàn.
gặp xong phần này dưới nhau mọi người, cảm ơn mọi người sẽ viên này mình sẽ chào các bạn nhé, bye bye.